Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì đây là một cái bộ chiết áp mà mình đã đấu sẵn để hướng dẫn cho tất cả các bạn nhé. Đó, thì cái dây đỏ này và cái dây đỏ của motor chúng ta sẽ đấu chụm lại với nhau các bạn nhé. Đó, và về với dương bình ắc quy đây các bạn ạ. Và còn dây xanh này, thì cái dây xanh này chính là cái dây dẫn ra motor luôn các bạn nhé. Đó, và còn dây đen thì nó sẽ đi về âm của ắc quy. Và bây giờ mình sẽ vặn lên cho các bạn xem này. Mở cái nắp này ra các bạn nhé. Mở cái nắp này ra thì các bạn nghe nó mới kêu to được. Bởi vì nó bịt vào rồi thì cái độ đẩy hơi của nó sẽ yếu. Đây. Đó, các bạn nghe thấy chưa? Đây là cái cách thức hoạt động của bên trong nó các bạn ạ. Nó chạy rất là hiệu quả các bạn nhé. Đây. Đó, đây thì mình sẽ di chuyển cái máy qua. Thì cái cách này thì rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Đó. Và anh em chưa hiểu chỗ nào thì có thể bình luận bên dưới các bạn nhé. Và đây mình sẽ vẽ cái sơ đồ cho các bạn xem và tham khảo. Đây thì mình sẽ vẽ vào cái tấm này nhé. Đây thì mình sẽ ghi đây là cái ắc quy. Mình sẽ đổi lại cái ngòi bút các bạn ạ. Đó thì này mình sẽ chịu khó vẽ sơ đồ cho các bạn nhé. Đây. Đó. Đây là điểm cộng. Điểm âm 12V. Và đây sẽ là cái củ bơm này. Đây là củ bơm này. Mình sẽ tượng trưng nhé. Nó sẽ có hai dây xanh và đỏ. Xanh này. Đỏ. Đó. Thì đây là bơm này. Bơm này. Và đây là cái chiết áp. Chiết áp. Đây. Thì sẽ có đen, đỏ, xanh. Thì bây giờ mình sẽ ghi dấu xanh vào đây. Xanh này. Đỏ này. Đen. Đó. Đây. Sẽ như thế này các bạn nhé. Và cái dây đen chúng ta sẽ nối vào âm. Còn cái dây đỏ. Và đây. Đó. Đó. Còn cái dây xanh của motor đây. Đó. Đây các bạn nhé. Đây là cái sơ đồ các bạn ạ. Và các bạn muốn đấu thêm một cái công tắc để làm chế độ thứ hai thì đây là cái công tắc này. Mình sẽ ghi một cái hộp công tắc. Đây là công tắc các bạn nhé. Và sẽ có hai chân. Thì một chân chúng ta sẽ đấu vào cái dây xanh này. Và một chân còn lại thì chúng ta sẽ đấu sang dây âm. Đó, đây là công tắc chuyển chế độ thứ hai. Khi chúng ta bật cái công tắc này lên thì cái chiết áp này sẽ không còn hoạt động được nữa. Và chúng ta muốn vặn tăng giảm được chiết áp thì chúng ta phải tắt cái công tắc này đi thì chúng ta mới tăng giảm được chiết áp đó. Thì tại sao lại có hai chế độ như này? Đây các bạn nghe nhé. Bởi vì khi có hai chế độ này, khi các bạn ở trên nương, trên dãy hỏng một trong hai cái này thì sẽ còn một trong hai cái này. Ví dụ hỏng công tắc thì bạn có thể tăng giảm chiết áp để phun hết thuốc đi. Và hỏng cái này thì chúng ta còn cái công tắc này để bật lên đó. Còn nếu mà ở cái một chế độ nhé, một chế độ là nó sẽ ngắt dây đỏ này, công tắc nó sẽ ngắt cái dây đỏ này, thì khi hỏng một trong hai cái này là sẽ mất toàn bộ hệ thống điện, là sẽ không thể hoạt động được. Đâm ra là người ta đã thiết kế ra cái cách là hai chế độ như thế này các bạn nhé. Đó, và đây anh em sẽ tham khảo nhé. Đó, anh em nào theo dõi video là cũng sẽ hiểu được. Đó. Rồi thì video của mình xin kết thúc tại đây. Chúc các bạn thành công nhé. Và mình sẽ quảng cáo sản phẩm mình một chút ít. Và mong mọi người hãy cho mình một nút like, một nút share và nút đăng ký kênh các bạn nhé. Bye bye. Đây các bạn ạ. Và đây là thông tin tất cả các mẫu máy sạc của mình. Đó, thì hôm nay đang tranh thủ test sạc cái ắc quy này để mai mất điện các bạn ạ. Ngày mai mất điện rồi. Đây.
Thì con này 450.000 nhé, chưa có phí ship. Và đây con này là 100A 650.000 chưa có phí ship. Tất cả mọi máy nhé, máy này cọc 50k này, máy này cọc 100k đổ lên nhé. Và máy này là 200A 950.000 chưa có phí ship này. Đây là con 850k chưa có phí ship, sạc 150A đổ lại. Và đây là 200A đổ lại này, 100A đổ lại. Đó, 70A thì hiện tại là hình như đang hết các bạn ạ. À 80A, 80A là 550.000 chưa có phí ship các bạn nhé. Tất cả máy đều có quạt gió. Đó. Tất cả đều có quạt gió và bóng báo. Rồi, ok. Anh em nào lấy thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên góc màn hình đây nhé. Bye, xin chúc mọi người buổi tối vui vẻ.